Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay mình muốn báo giá tổng thể những mẫu xe đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của mình ở quán Toan Hải Phòng. Anh em nào đúng chân con nào thì alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Mình là Đoàn Nghị. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mình đưa lên. Chiếc đầu tiên là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008, mang biển số 36A34859, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. Anh em đã sở hữu một chiếc xe Hyundai Getz nhập khẩu. Và sau đây mình sẽ quay qua về phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008. Đấy, nội thất của nó rất tươi. Táp lô, táp ly. Xe rất cứng xe anh em nhé. Chiếc Hyundai Getz này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. Đấy anh em xem. Đây là chiếc Hyundai Getz. Đây là chiếc Kia. Kia Forte. Bên em đang chào bán với giá là 388 triệu đồng. Đấy, đây là chiếc Kia Forte. Đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 388 triệu đồng. Đây là chiếc Kia Forte số tự động. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Đấy, nội thất rất tươi. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đây là chiếc Kia Forte. Đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 388 triệu đồng. Đấy, đây là chiếc Kia Forte. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning sản xuất 2015, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Đây là chiếc Kia Morning sản xuất 2015. Mình đã rút hồ sơ anh em nhé. Đây, chiếc Kia Morning. Còn đây là nội thất của chiếc xe Kia Morning sản xuất 2015, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Anh em nào mà đúng chân con nào thì hãy alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Đây là chiếc xe Kia Morning. Sản xuất 2015. Bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng anh em nhé. Đây là chiếc Chevrolet Spark. Đây là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009. Đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning, mang biển số 98A08254, sản xuất 2008, bản nhập. Bên em đang chào bán với giá là 162 triệu đồng. Đây, chiếc Kia Morning nhập khẩu sản xuất 2008, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 162 triệu đồng. Anh em đã sở hữu một chiếc xe Kia Morning nhập. Đây à. Đấy, đây là chiếc Kia Morning nhập. Mày tính sao xong đây? Làm cái gì? Đấy. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị.
Bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Ở sau đây mình sẽ đi vào nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe Vinagate sản xuất 2009. Đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Anh em đã sở hữu một chiếc xe Vinagate nhập khẩu sản xuất 2009. Đấy, 185 triệu đồng. Đây là nội thất của nó. Nội thất được trang bị màu đỏ đen, nhìn rất sang trọng quý phái anh em nhé. Đây. Đây, chiếc Vinagate sản xuất 2009 đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Anh em là đúng chân con nào thì alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Chiếc tiếp theo là chiếc Elantra sản xuất 2008. Bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. Đây, chiếc xe Elantra. Bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. Đây, đây là chiếc xe Elantra sản xuất 2008. Đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. Đấy. Đấy, nhà em còn rất nhiều xe anh em nhé. Anh em là đúng chân con nào thì hãy cứ alo trực tiếp cho mình. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Và chiếc tiếp theo là chiếc Innova GS sản xuất 2010. Đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Anh em đã sở hữu được một chiếc xe Innova G sản xuất 2010. Sơn xi rất đẹp. Đây, chiếc xe Innova G. Lốp của nó vẫn đẹp anh em nhé. Đây, chiếc Innova G sản xuất 2010. Bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Đây là nội thất của chiếc xe Innova G. Đây. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2013. Đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 màu bạc. Nặng 4 bánh đang đúc. Phanh ABS. Bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2013. Đấy, đây là nội thất của nó. Anh em nào đúng chân con nào thì hãy alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Chiếc tiếp theo là chiếc xe Grandtra sản xuất 2008. Bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng. Anh em đã sở hữu được một chiếc xe Grandtra mang biển số 30A80170. Đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đây, chiếc xe Grandtra sản xuất 2008. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe Grandtra. Vâng, đây. Ghế da màu đen. Đấy, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2007. Bên em đang chào bán với giá là 186 triệu đồng. Anh em đã sở hữu một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2007. Đấy, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đây, chiếc Toyota Vios sản xuất 2007. Bên em đang chào bán với giá là 186 triệu đồng anh em nhé. Đấy, nói về Toyota Vios thì sự bền bỉ của nó là trên hết. Tiết kiệm nguyên liệu. Thương hiệu thì Nhật Bản. Đấy, chiếc Toyota Vios
Chiếc tiếp theo là chiếc Mazda 6, sản xuất 2003, mang biển số 15A37560. Bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng. Anh em đã sở hữu được một chiếc xe Mazda 6. Đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Đấy, nội thất của chiếc xe Mazda 6 anh em nhé. Đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng. Đấy, nội thất rất tươi. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đây, chiếc Mazda 6. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Carrera, sản xuất 2010, mang biển số 99A00308, đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Anh em đã sở hữu được một chiếc xe Kia Carrera 7 chỗ. Và sau đây mình sẽ quay qua về phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe Kia Carrera, sản xuất 2010, đăng ký 2011, đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Đây là chiếc xe Kia Carrera, sản xuất 2010, đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là $275 triệu. Và chiếc tiếp theo là chiếc Gentra, sản xuất 2008, màu đen, mang biển số 99A04998, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá này 172 triệu đồng. Anh em đã sở hữu một chiếc xe Gentra bản sedan hai đầu, chỉ có 172 triệu đồng. Anh em đã sở hữu một chiếc xe Gentra sản xuất 2008. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe Gentra sản xuất 2008, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng. Đấy, bên em còn rất nhiều xe anh em nhé. Anh em nào đúng chân con nào thì alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Mình là Đoàn Nghị. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mình đưa lên. Đấy, nhà mình còn rất nhiều xe. Anh em nhanh tay bấm điện thoại để alo cho mình theo số máy 0964656865. Mình là Đoàn Nghị. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.